Xin chào quý cô chú và anh chị. Ngày hôm qua thì Giang Nhi cùng với Ngọc Thảo đã tìm hiểu về cái chi tiết về cái nguồn gốc xuất xứ của gỗ nè, về chất liệu vải. Và trong video ngày hôm nay thì tụi em sẽ gắng cố gắng giới thiệu chi tiết về kích thước chi tiết từng món trong bộ sofa Hàng Gia. Và thêm một cái đặc biệt nữa, đó chính là một cái chất liệu rất là bí ẩn để tạo nên được cái giá trị của bộ sofa này lên tới gần nửa tỷ đồng. Bây giờ trước khi mà vào giới thiệu chi tiết thì em xin mời quý cô chú anh chị hãy nhìn kỹ lại một lần nữa qua cái bộ sofa Hàng Gia Louis Cẩm Lai của công ty Sơn Đông nha. Và tùy vào từng sản phẩm cũng như là tùy vào từng bộ sản phẩm á, thì linh hồn của nó được đặt vào bộ phận nào. Giống như là những cái hàng mà sofa nguyên khối mà tụi em đã giới thiệu cho mọi người những cái video rồi á, thì linh hồn của nó sẽ được đặt ở chiếc đoạn dài. Nhưng mà đối với cái bộ này á, thì cái linh hồn của bộ này sẽ đặt được vào cái bàn chính này. Đó, đấy như mọi người thấy ở đây nè. Và tại sao mà em lại nói như vậy thì xin mời Gia Nhi sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý khán giả biết về cái mẫu bàn này có gì đặc biệt mà phải khiến cho em phải nói mà nó là linh hồn của cái bộ sofa này ha. Vâng, và như trên màn hình mà quý cô chú anh chị mình thấy á, đây là những cái phần mà gọi là đặc sắc của cái chiếc bàn của trong cái bộ sofa Hàng Gia Louis này. Đó, đó chính là phần mặt bàn được ốp nung. Đó, và thêm một cái nữa chúng ta sẽ được cẩn veneer. Và điều đặc biệt nhất đó chính là cái phần khảm ngọc trai nha quý cô chú anh chị. Đây, cái nguồn gốc ngọc trai này thì được nhập khẩu chính gốc từ Singapore. Đó, cho nên là mình sẽ có được một cái màu sắc cực kỳ ống ảnh ha. Bây giờ thì trước khi mà giới thiệu chi tiết thì em sẽ cho một cái đèn vào cái phần ngọc trai này. Đó, quý cô chú anh chị mình thấy cái màu sắc nó ống ảnh 7 màu luôn ha, rất là đẹp. Đó, tại vì ở đây em hơi bị thiếu ánh sáng cho nên là mình sẽ thấy không có kỹ một xíu. Em sẽ cố gắng gọi cái đèn pha vào. Đó, rất là sáng luôn quý cô chú anh chị. Có một cái chi tiết để mà làm cho giúp cho cái bàn này nó nổi bật lên, đó chính là nhờ vào phần veneer cũng như là phần khảm ngọc trai này ha. Đó, và bây giờ thì kích thước bàn như thế nào em xin mời Gia Nhi sẽ giới thiệu cho mọi người biết nha. Và đối với cái chiếc bàn này á, thì sẽ có cái kích thước chiều ngang của bì sẽ là 1m71 và cái phần chiều rộng tổng thể của bàn lên tới là 85cm và cao từ mặt đất lên tới mặt bàn á, là 55cm. Thưa quý cô chú anh chị, cái bàn thì rất là rộng rãi. Và một điều đặc biệt của cái phong cách Louis này á, sẽ làm nên được những cái dáng cao của sản phẩm là những cái phần chân nè quý cô chú anh chị. Cái chân bàn á, của những cái sản phẩm Hoàng Gia, ngoài được cục tỉa những cái đường nét hoa văn mang phong cách Hoàng Gia này thì nó phải có được một cái sự thanh mảnh về cái phong cách của Louis. Đó, cho nên là công ty Sơn Đông cũng gắng cố gắng làm sao có thể là tạo được một cái dáng của cái bàn này nó có thể mảnh nhất và tạo được một cái đường cong không quá bị cầu kỳ, không quá bị rối mắt, nhưng mà vẫn tạo nên được cái sự sang trọng và đẳng cấp cho cái bộ sofa này. Và phần chân này thì chúng ta sẽ được làm nguyên khối và có cái độ dày của khối gỗ lên tới là 14cm nha quý cô chú anh chị. Đó, và 14cm mà mọi người có thể thấy là từ một cái khối gỗ mà vuông vức mà để tạo ra một cái chân cong như thế này không hề là ghép nha mọi người, nguyên một cái khối gỗ chân luôn. Đó, thì zoom vào cho mọi người thấy nè. Đó, rất là nét và sắc sảo. Dòng gỗ Cẩm Lai thì phải nói là một trong những cái dòng gỗ rất là cứng, và người thợ nào nhìn vào gỗ Cẩm Lai khi mà bắt buộc thuộc chạm nhiều người ta cũng rất là sợ. Tại vì gỗ này khi mà mình muốn đóng vít vào bắt buộc là phải dùng khoan, chứ không chỉ là dùng một cái búa bình thường đâu quý cô chú anh chị. Và nó được ví như là sắt nguội vậy đó. Đó, nó là gỗ nhưng mà nó được ví như là sắt nguội, tại vì nó cái độ nó rất là đanh và cứng và khó được chạm. Và cái bàn này tiếp theo đó chính là về phần yếm. Đây, phần yếm nè mọi người, dày, cực kỳ dày dặn luôn. Và đặc biệt nhất bộ Cẩm Lai là gì? Đó chính là về phần vân gỗ nè. Mọi người có thể nhìn thấy cái vân nè, nó giống như là kiểu như là suối mà hoặc là mây gì đó. Nó giống như mây vậy đó, em thấy là đó. Và cái phần gỗ nó cực kỳ dày dặn luôn, thì lên đến 2,5cm và chạm nổi hình ảnh hoa lá tay nè. Những cái hình này á, hình chạm này là chạm bằng tay nha mọi người. Đó, đây, và được đục chạm tứ diện cái phần yếm luôn quý cô chú anh chị, trái phải trên dưới thì được đục chạm hết. Và cái phần mặt bàn thì chúng ta sẽ có được cái phần khung có độ dày lên tới là 4cm. Đây là cái phần khung đây quý cô chú anh chị. Đó, và bây giờ thì mọi người cũng em mời mọi người cũng sơ nhìn sơ qua cái bàn này đi, xong rồi mình sẽ tiếp tục sang cái bộ phận tiếp theo ha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái
chiếc ghế đơn. Và đối với cái bộ sofa này á, thì hồi nãy em quên giới thiệu là số lượng món, thì bây giờ Ngọc Thảo sẽ là người giới thiệu số lượng món trong cái bộ sofa này trước. Dạ, và cái bộ này á, thì sẽ bao gồm là 6 món, bao gồm là một đoạn nè, hai ghế đơn, một bàn chính và hai đôn tròn. Và cái đôn tròn này cũng khá là đặc biệt đó, một xíu thì em sẽ đi vào chi tiết của cái đôn tròn này cho mọi người cùng tham khảo nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với chiếc ghế đơn này. Và về kích thước nó như thế nào thì em mời Giang Nhi sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Và phần ghế đơn này thì chúng ta sẽ có cái phần chiều cao phủ bì lên tới là 1m23. Và cái phần chiều ngang khá là rộng rãi lên tới là 78cm. Và cái độ sâu cũng rất là lớn luôn nha. Độ sâu của bộ này lên tới là, của chiếc ghế này lên tới là 84cm luôn quý cô chú anh chị. Và cái phần chiều cao từ mặt đất lên trên mặt ngồi là 51cm. Bây giờ Ngọc Thảo hãy giúp Giang Nhi ngồi trải nghiệm trực tiếp vào một cái chiếc ghế đơn này. Đó. Rồi bây giờ Ngọc Thảo đừng giới thiệu nữa, đưa lên cái trải nghiệm cho quý cô chú anh chị mà ở xa mình không có tới được đi. Thật sự nha, khi mà ngồi vào em cảm giác rất là thích. Và khi mà em ngồi vào, không phải là em tự khen công ty em, nhưng mà thật sự ngồi vào nó cảm giác nó rất là êm và nó rất là thoải mái. Nó không giống như những cái loại vải bình thường là nó hơi bị nóng luôn, mà nóng cái mông của mình nó hơi bị bí một xíu. Nhưng mà ngồi ở đây cảm giác rất là thoải mái đó. Phần tay này, khi mà mình để tay vào êm, cực kỳ êm luôn. Nói chung là cái trải nghiệm của em thì khi mà em làm trải nghiệm như này thì em cảm giác sao em nói vậy à. Em cũng không biết nói gì thêm. Và cái phần ghế này á, thì một điều em nói hồi nãy là cái chiều ngang nó rất là lớn, cho nên là Ngọc Thảo sức là xíu cho Gia Nhi có thể là ngồi luôn đó. Quý cô chú anh chị mình nhìn nè, bây giờ cameraman quay giúp em rồi. Chuyện Thảo gì? Cứ ngồi bình thường mà ngồi cái kiểu mà thoải mái nhất đi, là ngồi vừa luôn được hai người nha quý cô chú anh chị. Hiện tại là Gia Nhi hơi béo xíu, 50kg. Ngọc Thảo là mấy ký ta? Em có 43kg thôi đó. Và hai người là cộng lại là gần 100kg, có thể là ngồi rất là thoải mái cho chiếc ghế cái đơn thôi quý cô chú anh chị. Và cái mẫu ghế này thì nãy thì ở phần 1 á, em có nói về cái phần cái chân của ghế rồi. Và bây giờ phần 2 em muốn nhấn mạnh thêm một cái nữa, đó chính là cái phần chân sau của ghế. Đây, phần chân sau á sẽ được làm nguyên một khối từ trên xuống dưới. Đây cũng là một trong những cái bộ phận gọi là giá trị nhất của bộ bàn ghế này. Đó, phần chân từ trên cái phần trương xuống tới dưới cái phần mặt đất nha quý cô chú anh chị. Camera zoom cận nha. Đó, cho thấy là không có một cái đường ghép nào hết. Rồi, và thêm một điều đặc biệt nữa, được làm nguyên khối mà đã được tạo công. Thì em nói nè, những cái phần tạo công nè, quý cô chú anh chị mình nhìn kỹ ha. Mình sẽ tạo làm sao á, một cái khối gỗ mà nó lớn từ trên xuống dưới như thế này nè. Đó. Đây, thí dụ như tính phần đó, rộng nhất là ở đây nè. Đó, đó mình phải tính đây. Ở đây. Đấy. Rồi, cho nên là mình lộng á, là mình sẽ bỏ được cái phần, mình sẽ bỏ đi cái phần gỗ bên ngoài này, nó rất là phí gỗ. Cho nên là cái giá trị này nó nằm ở những cái điểm này. Còn nếu mà cái trường hợp á, mình tạo đồ công vẫn được, thì mình phải bắt buộc mình ghép ở đây, thì cái bộ bàn ghế mình nó sẽ không có giá trị gì hết. Yeah. Nó cũng không có điểm gì mà gọi là đặc biệt hết đó. Cho nên là Sơn Đông muốn chơi lớn, nó tạo nên được những cái điểm mà không có ai ở bên ngoài thị trường có thể dám làm những cái điều này đó. Và đây cũng là những cái sản phẩm mà không phải là ai muốn sở hữu cũng sở hữu được. Đúng rồi, tại vì nó giá trị nè. Cái này thì em nói nó thật ha, nó giá trị và số lượng của nó là cực kỳ có hạn luôn nha quý cô chú anh chị. Với cái mẫu này thì chúng ta chỉ có một bộ thôi. Dạ đúng chúng rồi. Ta sẽ có được 9 bộ khác và những cái kiểu dáng khác nhau nữa. Ừ. Và khi mà lên hàng thì hứa hẹn này Gia Nhi với Ngọc Thảo chắc chắn là giới thiệu tiếp cho quý cô chú anh chị rồi. Đó. Dạ. Đây là cái phần ghế ha, kết hợp giữa gỗ cẩm lai, phần vải nè, vải ở trên phần tựa lưng thì được nằm trong bộ sưu tập là Zenith của Thái Lan. Rồi cái phần tay vịn nè, phần mặt ghế nè cũng đã nằm trong một cái bộ sưu tập khác của Thái Lan với lại Indo luôn. Đó, những cái phần hoa văn này nó không bao giờ lỗi thời. Và cái sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc gỗ nè và màu sắc vải. Đó. Dạ Nhi nói về cái phần lỗi thời thì em mới nhớ được một vấn đề là khi mà mình tạo ra một sản phẩm như thế này á, thì cái phần lỗi thời nó một vấn đề rất là lớn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bên mình thì chắc chắn là sẽ sử dụng và cũng như là sẽ thiết kế ra một cái bộ sản phẩm mà giúp cho mình càng sử dụng nó không bị lỗi thời, đúng không ạ? Cái điều trăn trở của những người mà làm nội thất chân chính đó quý cô chú anh chị là tại vì một bộ ghế mình bán ra người ta sử dụng đôi khi là cả đời và có thể là truyền đạt lại cho con cháu của mình sau này, thì cái vấn đề thời thế nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà nó ở thời 1 năm nay 2 năm nay nó hot đi
qua năm sau nó đã quá cũ rồi. Khi mà mình thấy những người bạn bè, người thân mình đó, người ta mua những bộ mới mình cũng thấy hơi chạnh lòng. Đúng rồi. Còn đối với những cái mẫu này mà đã nó không lỗi thời thì thời buổi nào nó cũng sang chảnh và nó cũng cao cấp hết trơn á quý cô chú anh chị. Dạ. Nói chung là thời giống như là trend này đó, nó qua cái là nó qua luôn rồi. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới chiếc bản sofa dài đi. Đó. Đó. Đây. Sofa dài thì bây giờ em xin phép lấy gói, tiếp tục lấy gói ra để cho mọi người xem kỹ ha. Và bộ gói này thì bên công ty của em sẽ tặng kèm nha quý cô chú anh chị. Tất cả các nguồn chất liệu vải thì em đã có nói xuất xứ rõ ràng hết từ bên Indonesia rồi. Cho nên là quý khán giả nào mình chưa kịp coi phần 1 thì mình nhớ bấm vào kênh của Bộ Sơn Đông để mình có thể là cập nhật lại về cái phần đó ha. Bộ gói này là sẽ được tặng kèm khi mà mình mua cái bộ sofa này. Dạ. Và cái phần kích thước của cái chiếc đoạn dài này á, có kích thước ngang là 2m34, cao là 1m32 và sâu là 86, cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn ạ. Hả? Cái đó là cái kích thước phủ bì nha. Còn khi mà mọi người đến đây trải nghiệm á thì mọi người có thể nhìn thấy cái kích thước lọt lòng và kích thước sử dụng đó. Nó rất là lớn. Và khi mà em thật sự mà khi mà em nhìn vào, em đoán đây chắc tầm khoảng 4 người ngồi là thoải mái luôn á. Còn rất là rộng rãi. Còn theo em là cái bộ này là phải 5 người. 5 người nha quý cô chú anh chị. Đây em với Ngọc Thảo ngồi 2 người nè. Nó chưa được phần nữa, nó chưa được 1/2 của cái bộ sofa này nữa. Mà có cái là cái nệm này nó ngồi êm quá. Muốn ngồi ngoài. Tại vì ngày hôm qua là em đã trải nghiệm rồi. Đây em ngồi đó còn hơn 2 tiếng để em nghiên cứu, để có thể là đưa những cái thông tin gì cho quý khán giả. Mà nó ngồi nó rất là êm. Và thêm một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có cái phần tựa lưng nè. Đó, cái phần tựa lưng thì được đóng nút. Đó, rất là căng, rất là cứng. Cho nên là mình sẽ thấy được cái độ đàn hồi nè, rất là lớn của cái phần nguyên liệu vải này. Đó. Yeah. Và cái đây là cái phần mặt ngồi ha. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần tay vịn khi mà mình ngồi ở hai bên như thế này nè. Đó, cái phần tay vịn nó cũng êm lắm. Nằm ở đây ngã đầu đọc báo như vậy nó cũng sang chảnh nữa cô chú anh chị. Đó. Tự nhiên trở thành một cái đẳng cấp khác liền đúng không? Dạ. Yeah. Và nói chung nói đầu nói đuôi nói dài nói dòng thì nó cũng quay về một cái vấn đề là về thiết kế thôi. Đó, về thiết kế và cái chất liệu gỗ thôi. Đấy. Và đây cái phần chương, nãy giờ thì mình chưa có giới thiệu phần chương cho quý cô chú anh chị đúng không? Đây, phần chương này, người có thể nhìn thấy nè. Đó, được đục chạm cực kỳ sắc nét luôn. Và qua phần 1 và cũng như là bây giờ qua phần 2 rồi thì cái phần chương ghế á, thì nãy giờ em với Gia Nhi cũng ít giới thiệu cho mọi người đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ mời chị Gia Nhi tiếp tục giới thiệu cái phần chương ghế nha. Đấy. Đây, phần chương ghế này á, thì cũng được cấu tạo bởi những cái khối gỗ cẩm lai nguyên khối to, lớn và đẹp. Quý cô chú anh chị mình thấy kỹ nè, những cái đường vân gỗ á, nó vẫn có thể là hiện hữu rất là rõ so với những cái đường đục chạm. Tuy là đục chạm nhiều đồ nhưng mà vân gỗ nó hiện hữu rất là đẹp và đã được tuyển chọn rất là kỹ ha. Hầu như những cái đường mà chúng ta mối nối ghép với nhau á thì cái đường vân nó rất là tương xứng, tương đồng với nhau luôn đó. Và thêm một cái nữa thì ở đây tụi em có nhấn nhá thêm được những cái phần hoa văn nhỏ thôi, cũng như là những cái đường chỉ, phải nói là những cái phần hoa văn này đã được đục chạm bằng tay nha quý cô chú anh chị, nhưng mà mình thấy được cái độ đều của nó tăm tắp. Và cũng công nhận là những cái đội ngũ công ty Sơn Đông á, qua những cái bộ sofa trước thì cái độ đóng những cái phần như là hoa văn như thế này nè, nó đã đều hơn rất là nhiều. Nhìn như là mình chạy máy nhưng mà thực chất cái này là bên em đã được đục chạm bằng tay ạ. Còn cái phần mặt sau, em muốn là nhờ cameraman quay giúp em cái phần mặt sau của cái chiếc sofa roll này. Ủi cô chú anh chị mình đợi chút xíu nha. Ở đây thì di chuyển hơi khó tại vì nó trong kẹt. Đây là cái phần mặt sau đây quý cô chú anh chị. Được đục chạm nổi ở hai mặt luôn ạ. Không chỉ là mặt trước, đục xong tới đây là tụi em nghỉ mà. Ở phần mặt sau này nè, em đục luôn, đầy đủ hết. Cho nên là khi mà mình cái vách nhà của mình hoặc là cái phòng khách của mình nó bị quay ngược lại mà cái bộ sofa này bắt buộc quay ra ngoài á thì mình vẫn có thể để được đẹp đẽ bình thường. Đó. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có cái phần yếm. Phần yếm này thì sẽ có cái độ dày là 2.5cm thì hồi nãy là đã có nói rồi. Và cái phần yếm này cũng được đục chạm hoa văn và sơn đầy đủ hết. Ở trong đây hơi tối một xíu ha. Ở đây là cái phần nệm vải đây. Được đóng rất là kỹ, được chăm chút, rất là tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ luôn. Đó. Đó. Và cái phần đoạn dài nó là như thế rồi thì tiếp tục đó chính là về cái hai cái đôn đi. Hai cái đôn tròn thì đây. Như em nói hồi nãy thì hai cái đôn tròn này nó có một cái điểm khác biệt so với những cái đôn khác, đối với những bộ bài ghế khác ha. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy nè. Đây, nó chỉ có về chân đi, phần chân thì nó chỉ có 3 chân thôi. Và phần mặt á thì sẽ được cẩn đồng bộ với lại là cái bàn chính cũng được cẩn veneer, cẩn nu và khảm ngọc trai lên nè. Đó.
ngọc trai này là xuất xứ từ Singapore ạ. Dạ. Và các phần nguyên liệu veneer này thì được nhập khẩu từ châu Âu về nha quý cô chú anh chị. Và thường chúng ta sẽ bắt gặp những cái phần veneer này ở những chiếc siêu xe hoặc là những chiếc du thuyền hạng sang thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Còn ở trên thực tế mà về mảng hạng nội thất thì em thấy hiện tại nó hơi hiếm. Và cũng mừng là công ty Sơn Đông cũng là một trong những đơn vị tiên phong về cái vấn đề này. Dạ. Hợp lại đất cũng thấy là rất là hay ho và đẹp đó. Nói chung là sẽ giúp cho cái này nó cảm giác là nó giá trị hơn và nó mới lạ hơn đúng không? À còn cái phần kích thước nữa mà chị Gia Nhi sẽ giới thiệu về kích thước cho mọi khách hàng biết nha. Và đối với hai chiếc đôn tròn này thì có cái kích thước bằng nhau. Phần mặt nu thì chúng ta sẽ có cái độ dày lên tới là 3.5cm. Đó. Và cái phần đường kính mặt tròn là 55 và chiều cao từ mặt đất lên thì sẽ có kích thước là 61cm. Phần chân được làm nguyên khối nha quý cô chú anh chị. Nó là cái đôn thôi nhưng mà vẫn được làm nguyên khối bởi cái phần chân và có cái độ dày làm vuông 12cm và lỏng cong. Đục chạm thì khỏi bàn rồi, vô cùng sắc nét. Đã nói là cẩm lai khó đục chạm mà đã đục chạm rồi thì không sắc nét là không được ạ. Dạ. Và từng đường nét đục chạm được những người thợ chăm từng chút một để mà giúp cho cái sản phẩm hoàn hảo nhất phục vụ cho quý khách hàng dịp cuối năm này. Thì như mọi người thấy ở trên đây á, là từng đường nét hoa văn chạm hay là từng cái mà đường chỉ á, ở phần chân này, phần yếm hay là phần chương đều được tỉa tót rất là đều tay. Đó, cho thấy là cái sự cải tiến của nhân viên và đội ngũ Sơn Đông nó như thế nào rồi đúng không ạ? Và đương nhiên là chắc chắn là ngày càng sẽ phát triển ở tương lai nhiều hơn. Vì vậy mà như thời gian chế tác lâu nè, tốn nhiều công thợ. Lúc nãy là Gia Nhi nói là phải mất hơn 2 năm trời để mà hình thành cái sản phẩm như thế này á. Và thêm một cái yếu tố mà để gọi là phủ ở bên ngoài để giữ cái sản phẩm mình sử dụng lâu hơn, đó chính là cái phần sơn BU với cô chú anh chị. Đối với những cái sản phẩm bình thường ở ngoài thị trường, theo cái sự thống kê và đi tìm hiểu của tụi em á, đa số là chúng ta sẽ sử dụng sơn 3 lớp là đã nhiều rồi. Nhưng mà đối với những sản phẩm tại công ty Sơn Đông, đặc biệt là các mẫu hoàng gia như thế này, sử dụng tới 7 nước sơn. Và cái dòng nước sơn được công ty Sơn Đông lựa chọn rất là kỹ lưỡng, đó chính là dòng sơn Intrem của Sequin và thuộc về tập đoàn William ở nước Mỹ nha quý cô chú anh chị. Thì cái dòng sơn này thì nó sẽ có được những cái ưu điểm vượt trội hơn rất là nhiều so với những cái dòng sơn BU thông thường ở bên ngoài. Là nó sẽ giúp cái sản phẩm của mình bóng hơn nè. Đó, cái độ bóng mình nhìn vô là thấy sáng bóng liền. Yeah. Tuy là trên camera mình khó nhìn thấy tại vì nó phù hợp, nó phụ thuộc vào cả ánh sáng. Và máy quay nữa. Yeah. Cho nên là ai mà ở gần ở đây thì quý cô chú anh chị cứ thoải mái đến gặp tụi em để có thể trải nghiệm cái sản phẩm này như thế nào. Đó, giữ bóng lâu rồi hạn chế cái việc xỉn màu, xuống màu, bay màu của sản phẩm trong cái quá trình sử dụng. Thường thì đối với những cái mẫu sơn thông thường á thì chúng ta sử dụng khoảng tầm 2-3 năm là đã thấy nó xuống màu rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái dòng sơn của Intrem này á thì có thể nó giữ màu lên tới hơn 10 năm trời. Đó, rất là ok, rất là lâu ha. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Và khi mà nói chung là em nghĩ là khách hàng nào vô mà hỏi thấy cái bộ này rồi hỏi ủa cái màu sơn nó như thế nào mà sao nhìn nó bóng quá vậy đúng không? Đó, và trước giờ mình cũng đã sử dụng cái dòng sơn này rất là nhiều rồi. Và em theo thông tin mà em được biết á, là cái sơn này chỉ có Sơn Đông là cái cơ sở thứ hai mà sở hữu được đó thôi. Dạ, đây là cái vấn đề mà khá là đắt giá đó nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi. Tại vì tụi em á luôn luôn phải lắng nghe sự góp ý của khách hàng và dần cải thiện cái chất lượng sản phẩm của mình nhiều hơn về sau này. Đó, đúng rồi. Và cái video này thì nó cũng khá là dài rồi, nhưng mà trước khi kết thúc video thì em cũng có một câu hỏi dành cho Gia Nhi. Đó chính là sau khi trải nghiệm cũng như là review trực tiếp sản phẩm này á, thì em cũng muốn hỏi chị là có cảm nghĩ như thế nào, mà khách hàng nếu mà muốn đến mua bộ này có xứng đáng hay không? Không lẽ mình giới thiệu mình cứ khen hoài đúng không quý cô chú chị? Dạ. Mà thật sự là phải khen, nếu mà không khen là không được. Tại vì em thấy nó cái số tiền mà mình bỏ ra em nghĩ là nó phải thật sự là rất là xứng đáng. Bây giờ á, đồng tiền nó khó kiếm lắm mà khách hàng người ta cũng rất là thông thái, không ai dạy mà chia ra một cái số tiền gọi là hơn nửa tỷ đồng, gần nửa tỷ đồng. Dạ. Một số tiền rất là lớn so với cả em đi, để sở hữu có một bộ bàn ghế một khách thôi thì không có ai mà dạy khờ mà người ta lại đánh đổi như vậy. Chắc chắn rồi, cái sản phẩm đó phải có điều gì đặc biệt. Dạ. Để nó mang lại cái giá trị đó đúng không? Đúng rồi. Nên là cái điều đầu tiên em nghĩ là nó rất là xứng đáng. Và để có thể mà gọi là tâm đắc nhất thì chắc là bộ này không chỉ là riêng về gỗ thôi mà nó là về cái phần nệm da đó quý cô chú anh chị. Dạ. Đây là một cái mẫu nệm vải, em xin lỗi nha, đó chính là cái phần mẫu nệm vải chứ không phải là da.
Tại vì đây là cái phần mềm vải mới nhất hiện tại tại công ty Xuân Đông đã làm được cái bộ số 3 này. Và thêm một cái đó là về cái phần yếu tố cẩn ngọc trai. Trước giờ cẩn ngọc trai thì mình đa số là mình cẩn ở tủ thờ. Thôi chứ ít ai cẩn lên bàn ghế lắm, nhưng mà bộ này cẩn lượng cái là em thấy nó ưng ý liền. Cẩn mà không bị quá sến, không bị quá mà gọi là quá hồi xưa, mà kiểu như hơi bị cũ, hơi bị lỗi thời đó. Đó, thì đó là những cái mà em tâm đắc nhất. Còn về gỗ thì mình bán gỗ thì bộ không nào cũng tâm đắc rồi. Nghĩa là không cần phải nói quá nhiều đúng không? Nói quan trọng lắm. Dạ. Đó. Rồi. Nãy giờ thì video quá dài rồi. Thôi thì em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm đến công ty Xuân Đông, yêu thích những cái sản phẩm mà tụi em đã mang lại, cũng như là yêu thương Ngọc Thảo và Gia Nhi ha. Tụi em chắc là xin kết thúc video clip tại đây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.